Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần đó là quảng cáo ở trong Facebook. Thì trong một cái chiến dịch thì sau khi mà chúng ta tối ưu được chiến dịch rồi, tối ưu được nhóm quảng cáo rồi, thực ra thì bảo là tối ưu thì cũng không phải, mà gọi là đối với người mới đầu gọi là chọn được rồi, gọi là biết sơ sơ rồi, thì là chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần đó là quảng cáo, hay còn gọi là content trong quảng cáo Facebook. Thì chúng ta sẽ bắt đầu sang ở đây, mình vẫn còn dở video trước này, tiếp tục. Ok, quảng cáo. Rồi, đầu tiên vẫn như thế, vẫn là đặt tên cho cái nhóm, gọi là cho cái phần quảng cáo ở trong chiến dịch quảng cáo Facebook. Đặt tên, mình thì mình lười, mình chả bao giờ mình đặt tên cả. Nhưng mà các bạn có thể đặt tên ở đây là theo cái tiêu đề của cái content của các bạn. Ok, sau đó thì phần sang phần là phần nhận diện. Phần nhận diện ở đây thì chú ý một cái là này, không bao giờ được quên là gì ạ? Chọn cái trang Facebook. Bởi vì sao? Cái kinh nghiệm của mình rất nhiều lần mình hay chọn nhầm, gọi là gần như là quên ấy. Là mình chạy khóa học của mình thì mình lại chọn cái page giày, gần như là nhiều khi mà mở cái inbox của page giày của mình ra lại rất hay khi rằng có thấy inbox của học viên học mấy khóa đồ họa rất là buồn cười. Nhưng thực ra thì họ khách hàng họ cũng đôi khi họ cũng không để ý đâu, họ chỉ cần thấy content, họ thấy hình ảnh nó hay, họ cũng chả để ý fanpage là cái gì, họ vẫn nhắn tin, vẫn inbox bình thường. Và sau đó thì chúng ta vẫn phải chuyển hướng về fanpage cũ, nhưng mà cái đấy là chúng ta nên cân nhắc ngay từ đầu, không đến lúc các bạn lại nhầm. Bởi vì sao chạy nó lại chạy vào sai cái tệp khách hàng trong cái fanpage của các bạn, chứ ảnh hưởng thì cũng không phải nhiều đến quảng cáo lắm. Ok, tiếp sau đó thì là phần thêm vào cái vị trí ở Insta. Đối với sản phẩm nào thì chúng ta sẽ có thể chạy ở Insta, đối với sản phẩm mà gần như là về thời trang và lại còn phải giới hạn về độ tuổi, đó là độ tuổi của người dùng Insta thì mình đánh giá nó sẽ khoảng từ 16 tuổi đến 26 tuổi là độ tuổi người ta hay dùng Insta và đa phần là dùng là nữ. Và khi các bạn phải xác định rồi, mình đã từng nói rồi là nếu như các bạn muốn quảng cáo Insta là hình ảnh các bạn phải đẹp, phải chất, bởi vì Insta cái hình ảnh của nó rất là đẹp. Nếu như các hình ảnh các bạn lạc lõng giữa một rừng hình ảnh đẹp thì gần như là quảng cáo các bạn nó sẽ gọi là xịt. Ok, tiếp theo ở đây đó là tạo quảng cáo thì và sử dụng bài viết có sẵn. Thì lưu ý một chút đó là chúng ta có thể tạo được trực tiếp cái bài viết của các bạn ở trên trình quản lý quảng cáo này. Thì nhiều bạn hỏi rằng là em thấy nhiều khi nhiều người tạo quảng cáo mà họ tận lên trên trình quản lý quảng cáo thì người ta mới tạo quảng cáo mà người ta không đa tải bài viết có sẵn. Thực ra thì là khi mà bạn tạo cái bài viết ở trên trình quản lý quảng cáo này, ở đây này, cái nút dấu cộng ở đây này, thì các bạn gần như là khi mà tạo xong ấy thì cái Facebook nó sẽ ẩn cái bài viết này đi và chỉ có những người mà thuộc đối tượng của quảng cáo thì sẽ nhìn thấy bài viết này thôi. Nên việc mà tạo quảng cáo này sẽ tránh đối thủ nhìn thấy bài quảng cáo của các bạn. Nhưng mà có một vấn đề rằng là bây giờ cái content thì thông tin chi tiết về đối tượng hay khách hàng hay là cái nhà đối thủ của bạn họ vẫn nhìn thấy bảng quảng cáo bạn thôi, nhưng chỉ qua là không quét được đối tượng của bạn thôi. Ok, nên là chúng ta có thể là chọn bài viết có sẵn này. Đấy, chọn vào bất kỳ bài viết nào. Giả sử mình chọn cái bài viết của mình. Đây. Chọn bài viết của mình. Rồi. Hoặc là ấn vào đây để tạo bài viết này, nó cũng y hệt trên fanpage của các bạn tạo thôi, không có gì cả. Ok. Hoặc là các bạn có thể tạo quảng cáo mới. Nó cũng giống với cái tạo bài viết mới thôi. Nhưng ở đây nó có hình ảnh và video này. Các bạn phải tải hình ảnh lên đây. Tải hình ảnh lên đây. Và hình ảnh nó đề xuất là 1080x1080 pixel này. Các bạn phải lưu ý một chút nha, đó là hình ảnh phải chuẩn, kích thước 1:1, tỷ lệ 1:1, hình ảnh đôi JPG và PNG. Đó, hoặc là video bản trình chiếu thì có thể tạo trực tiếp ở trên này. Còn đa phần rằng là nếu như tạo thì bạn nên tạo ở trong fanpage ấy. Tạo ở trên này nó phức tạp và nó cũng đôi khi nó lag lắm, khó chịu lắm. Ok. Đây. Thằng Facebook nó thông báo phần văn bản chính của bạn sẽ chỉ hiển thị 3 dòng. Và hiển thị này là hiển thị ở trên điện thoại di động chứ không phải là hiển thị ở trên new feed của máy tính. Lưu ý một chút. Và ở đây thì mình sẽ chọn về cái sử dụng bài viết có sẵn này. Thì chúng ta lưu ý một chút đối với cái chiến dịch chạy tương tác này này. Thì nó sẽ có thêm cái nút ở đây. Thêm có thể tạo được thêm cái nút. Còn cái này thì từng loại chiến dịch thì nó sẽ có cái dạng cấu hình nó khác nhau. Nên chúng ta cứ phải quan sát thật kỹ, bởi vì là chẳng hạn như cái thằng chiến dịch mà tương tác này nó là một trong cái loại nó đơn giản nhất rồi. Nó không phải cài đặt nhiều nên là nó không có gì mà mình phải giới thiệu ở trong sâu trong phần này cả. Thì bạn chỉ cần lưu ý làm theo cái hướng dẫn của thằng Facebook thôi. Và ở đây thì chốt lại một cái vấn đề nữa rằng là cái hiển thị của bài quảng cáo các bạn ở trên những cái vị trí quảng cáo mà bạn chọn
Nhiều khi rất nhiều người hỏi mình tại sao của em chỗ này nó lắm thế, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái nữa. Bởi vì sao? Vị trí quảng cáo của bạn, các bạn để nhiều quá. Các bạn để nào thì video trong luồng, nào thì cột bên phải, nào thì tin, nào thì audience network, rất nhiều. Mà mình khi mà mình nói rồi, trong phần vị trí quảng cáo mình đã nói rồi rằng là hiện tại thời điểm bây giờ chỉ có quảng cáo ở trên newsfeed thì là hiệu quả nhất thôi. Còn quảng cáo ở trên Messenger nó cũng không thực sự hiệu quả lắm, bởi vì cái diện tích mà tính ra của trên bài quảng cáo trên Messenger nó cũng không có nhiều. Nên là mình cảm thấy là nó không hiệu quả. Còn rất nhiều bạn thì các bạn vẫn quảng cáo thì bạn thấy hiệu quả. Còn cái này thì tùy thôi, mỗi một loại sản phẩm, mỗi một người có cách quảng cáo khác nhau, nên cái này mình sẽ không ép buộc. Nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu rằng là ở đây là phần hiển thị trên các thiết bị và vị trí quảng cáo để các bạn có thể xem được là bài viết các bạn hiển thị như nào. Đây là trên newsfeed của máy tính này, còn đây là trên điện thoại này. Đấy, bài viết của mình rất đẹp, rất ok, hình ảnh màu sắc thiết kế rất tử tế, rất đẹp đẽ, khách hàng nhìn thấy là mua ngay. Ok, thì trên đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ tạo cái content cũng như là thêm cái setup cái content của quảng cáo Facebook vào trong trình quản lý quảng cáo hay một cái chiến dịch trong quảng cáo Facebook. Thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ hoàn tất được cả cái một cái chiến dịch quảng cáo và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chạy quảng cáo luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.